Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Vâng, thưa quý vị, crypto là một thị trường đầy tiềm năng, nhưng bên cạnh đó cũng đầy những rủi ro, cám dỗ và thậm chí là scam rất chi là nhiều. Và nếu như quý vị là những người mới tìm hiểu về thị trường crypto, thì quý vị sẽ bị rối bời bởi rất nhiều những cái thông tin và những điều căn bản nhất như là nạp rút, chuyển khoản. Đó là những cái căn bản nhất quý vị cũng bỡ ngỡ. Chưa nói đến những cái vấn đề như phân tích kỹ thuật, phân tích thị trường, nắm bắt được thị trường. Rồi, thì ở video này, để quý vị không bị bỡ ngỡ, thì KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để phân biệt các network như ERC20, TRC20, BEP2 và BEP20. Thì đây là những cái network đang rất chi là phổ biến và được nhiều người chấp nhận cũng như là nhiều sàn giao dịch. Ngoài ra còn rất chi là nhiều các network như là Solana hoặc là Near hoặc là GoldChain hoặc là HecoChain hoặc là OKEXChain. Vâng, rất chi là nhiều các network. Thì KTV chỉ đi căn bản những cái network lớn và đang được giao dịch rất nhiều. Và cũng không biết đâu được, có thể 1-2 năm nữa sau khi KTV làm cái video này, thì những cái network khác họ lại nổi lên. Và bởi vì những cái chi phí giao dịch, thứ nhất, thứ hai là cái tốc độ xử lý giao dịch là thứ hai, sẽ quyết định được cái hệ sinh thái nào sẽ tồn tại và phát triển và khẳng định được nhiều người chấp nhận. Thì hiện tại ở cái thời điểm mà KTV đang chia sẻ cái video này, cái network ERC20 vẫn là được rất nhiều người sử dụng và tất cả các sàn đều sử dụng cái network ERC20 này. Chính điều đó khiến cho cái chi phí mạng nó quá chi là đắt. Rồi, thì ở đây KTV sẽ sử dụng cái sàn Binance. KTV đã đăng nhập rồi, ok chưa? Rồi, đây KTV sẽ vào cái phần ví này. Ví dụ ở đây KTV sẽ chọn cái USDT này. Đó. Thì ở đây cái USDT mà trên cái sàn Binance đang có 4 cái network. Ok chưa? Hay còn gọi là chain đấy. Thì cái chain thứ nhất là BEP2. Thứ hai là BEP20 BSC. Thứ ba là ERC20 và thứ tư là TRC20. Rồi. Trước hết KTV sẽ nói về cái BEP2 này. BEP2 thì nó bắt đầu bằng chữ B, quý vị phân biệt này, ok chưa? Đó, chữ B. Và để truy xuất hay kiểm tra cái lịch sử giao dịch của cái ví này, đó, thì quý vị chỉ việc lấy cái địa chỉ ví và vào cái địa chỉ explorer.binance.org. Ok chưa? Thì quý vị muốn truy xuất lịch sử thì quý vị chỉ việc dán cái địa chỉ ví vào cái thanh tìm kiếm này. Thì nó sẽ ra toàn bộ các lịch sử giao dịch. Ok. Đó. Rồi, ngoài ra cái BEP2 này nó có một cái mã nữa là memo. Khi quý vị chuyển tiền, chuyển coin thì sàn sẽ yêu cầu quý vị nhập cái mã memo này. Đó. Rồi, tiếp theo KTV sẽ chuyển sang cái
VF20 BSC. Thì cái này nó không có memo và địa chỉ của nó bắt đầu bằng số 0. Ok chưa? Thì quý vị muốn kiểm tra hay là truy xuất lịch sử giao dịch của cái địa chỉ ví này, quý vị cũng chỉ việc copy và dán nó vào cái trang là bscscan.com. Ok chưa? Đó. Thì ở đây nó cũng sẽ ra toàn bộ các lịch sử giao dịch. Đó. Và quý vị chuyển coin từ bất cứ các sàn nào hay từ các ví phi tập trung nào thì quý vị cũng cần phải để ý đến cái mã đầu tiên, nó bắt đầu bằng cái số 0. Đó, ok chưa? Rồi, tiếp theo là sang cái network ERC20. Thì cái ERC20 này, địa chỉ ví cũng bắt đầu bằng số 0. Đó. Chính cái này, ERC20 và cái BEP20 này, quý vị cũng như rất nhiều người hay bị nhầm lẫn và rất nhiều người sẽ bị mất coin khi gửi nhầm cái địa chỉ, nhầm cái network này. Bởi vì cả hai cái network này đều bắt đầu bằng cái số 0. Đó. Về cái phần kiểm tra lịch sử giao dịch thì quý vị cũng chỉ việc copy cái địa chỉ này và vào cái địa chỉ là etherscan.io. Ok chưa? Và ở cái thanh công cụ tìm kiếm quý vị cũng dán nó vào. Đó, thì nó sẽ ra toàn bộ các lịch sử giao dịch trên cái ví mà quý vị muốn kiểm tra ở cái địa chỉ etherscan.io. Nó chạy trên cái network ERC20. Rồi, tiếp theo là cái network TRC20. Ok chưa? Thì nó sẽ bắt đầu bằng chữ T. Đó. Thì hiện tại đây là một cái network phí rất chi là rẻ và tốc độ xử lý rất nhanh. Đó. Quý vị muốn truy xuất lịch sử giao dịch thì quý vị cũng chỉ việc sao chép cái địa chỉ này. Rồi quý vị vào cái địa chỉ là johnscan.org. Cũng ở cái thanh công cụ này, quý vị dán cái địa chỉ mà quý vị copy vào rồi tìm kiếm thì nó sẽ ra toàn bộ các lịch sử giao dịch mà quý vị muốn kiểm tra. Rồi, ở đây KTV xin nói thêm về một cái network nữa. KTV sẽ chọn cái BTC đi. Đây, thì ở đây nó là cái mạng lưới BTC này, hay còn gọi là Omni. Thì cái địa chỉ bắt đầu bằng số 1. Và đây là cái network đầu tiên. Đây là cái blockchain đầu tiên. Quý vị muốn truy xuất lịch sử giao dịch một cái địa chỉ mà nó chạy trên cái network Omni thì quý vị hãy vào trang là blockchain.com. Quý vị chọn đến cái Explorer. Đó, thì ở cái ô tìm kiếm này quý vị cũng dán cái địa chỉ vào. Và nó sẽ ra toàn bộ các lịch sử giao dịch mà quý vị muốn kiểm tra. Rồi, thì quý vị chỉ cần lưu ý, nếu quý vị nạp rút hoặc là chuyển coin giữa các sàn với nhau thì quý vị lưu ý này, quý vị chuyển cổng nào hay còn gọi là trên, ở đây KTV sẽ gọi là trên đi, quý vị chuyển trên nào thì quý vị cũng phải chọn cái trên nhận y như vậy. Ok chưa? Ví dụ quý vị
chuyển trên BEP 2 thì cái trên nhận cũng phải là BEP 2. Ok chưa? Quý vị gửi bằng cái trên BEP 20 thì cái bên nhận cũng phải là địa chỉ BEP 20 và địa chỉ của nó bắt đầu bằng số 0. Đó. Và quý vị gửi bằng trên ERC 20 thì quý vị lấy trên nhận cũng phải là ERC 20 và địa chỉ của nó cũng bắt đầu bằng số 0. Quý vị gửi bằng trên TRC 20 thì bên nhận cũng phải là TRC 20 và địa chỉ TRC 20 thì nó bắt đầu bằng chữ T. Trường hợp nữa, nếu quý vị mà chuyển coin từ các ví phi tập trung như ví MetaMask, ví Chớp hay ví SafePan thì quý vị bắt buộc phải có các token đại diện để làm phí giao dịch. Ok chưa? Thì hiện tại các coin DeFi đang rất phổ biến là ERC 20, BEP 2 và TRC 20. Thì quý vị muốn chuyển coin từ cái ví MetaMask mà chạy trên cái network ERC 20 này thì đại diện ở đây nó là cái đồng ETH. Ok chưa? ETH. Thì quý vị muốn chuyển từ bất cứ các ví phi tập trung nào lên bất cứ một cái sàn nào thì quý vị phải có ETH để làm phí giao dịch. Ok chưa? Và cái phí này không phải là sàn họ thu, mà cái phí này là để cho cái mạng lưới xác nhận giao dịch. Đó, cho nên cái phí này nó sẽ thay đổi và luôn luôn thay đổi. Đó. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là cái mạng lưới BEP 20 thì đại diện ở đây nó là BLB. Ok chưa? Đại diện của nó là BLB. Nếu như quý vị gửi bất cứ các token nào từ cái ví phi tập trung như ví MetaMask, ví Chớp hay là ví SafePan về bất cứ một cái sàn nào thì quý vị phải có BLB BEP 20 để làm phí giao dịch trên cái ví đó thì quý vị mới chuyển được từ cái ví lên một cái sàn. Đó. Rồi, tiếp theo là cái network thứ ba là cái network TRC 20. Ok chưa? Thì đại diện của nó là cái đồng TRX. Đó, TRX. Thì quý vị gửi TRX từ bất cứ một cái ví phi tập trung nào như ví Tronding hay ví KLV hay là ví Chớp Wallet hay là ví SafePan về bất cứ một cái sàn nào thì quý vị phải có cái đồng TRX ở ví để làm phí giao dịch. Đó. Và quý vị lưu ý tất cả các ví phi tập trung sàn họ không quản lý, cho nên là cái phí giao dịch ở trên các ví phi tập trung nó luôn luôn dao động và luôn luôn thay đổi. Ok chưa? Rồi, và đến đây KTV trên kết thúc video. Quý vị có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy comment ngay dưới video này. Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.